Chào quý khán giả của chương trình Wi-Fi Cà Phê. Thưa quý vị và các bạn, trong thời lượng 30 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành một thời lượng lớn để nói về một con người mà đã được thế giới tôn vinh về cái tên phù thủy công nghệ. Ông cũng chính là người đã được tạp chí Time của Mỹ so sánh là người có tầm ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của thế giới, ngang hàng với nhà khoa học của thuyết tương đối Albert Einstein và nhà khoa học có số lượng sáng chế nhiều nhất mọi thời đại Thomas Edison. Cho dù ông đã rời xa thế giới thực tại này vừa tròn đúng một năm, nhưng những sáng chế, những sản phẩm công nghệ mang đầy tính cách mạng mà ông cùng với những đồng sự sáng tạo ra thì vẫn tiếp tục chạm đến trái tim của hàng tỷ con người hâm mộ trên toàn thế giới này. Ông chính là Steve Jobs. Và trong chương trình Wi-Fi Cà Phê ngày hôm nay không chỉ nói về những sáng chế của ông mà còn nói về tư duy làm khoa học khác biệt của ông nữa. Là tác giả và đồng tác giả của hơn 300 sáng chế, Steve Jobs được đánh giá là người đã làm thay đổi toàn bộ mặt của làng công nghệ, một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới do tạp chí Time bầu chọn. Ông được mệnh danh là phù thủy công nghệ với rất nhiều những sáng chế mang tính cách mạng. Nhắc đến Steve Jobs, người ta sẽ nghĩ đến ngay những sản phẩm thành công như máy tính bảng, điện thoại thông minh. Với những sáng chế và ý tưởng độc đáo của mình, Steve Jobs được coi là một người đã làm thay đổi 7 ngành công nghiệp lớn trên thế giới như máy tính cá nhân, phim hoạt hình, âm nhạc, máy tính bảng hay smartphone. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn có mặt trong chương trình Wi-Fi Cà Phê của chúng tôi ngày hôm nay, đó là sự có mặt của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Đức Tiến, tác giả của tổ chức triển lãm Steve Jobs tư duy khác biệt, và anh Chu Tuấn Anh, giám đốc hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Approchain Attech. Và câu hỏi đầu tiên được xin được dành cho tiến sĩ Nguyễn Đức Tiến, đó là tôi mới chỉ biết đến những câu lạc bộ hâm mộ Apple và Steve Jobs, cũng như là những hàng dài người hâm mộ chờ đón những sản phẩm mới ra đời của Apple. Tuy nhiên, dành thời gian và tâm sức để nghiên cứu về Steve Jobs thì thật sự là thú vị. Vậy anh có thể cho biết là có cơ duyên nào không ạ? Có lẽ là tôi có một cái cơ duyên từ lâu rồi, từ những năm 2006, khi mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy một trên màn hình một cái hội trường rất là lớn, và trong cái màn hơi tối ấy, thì hàng trăm cái máy tính với cái logo là quả táo khuyết nó sáng bừng lên và ấn tượng với tôi. Nhưng mà nó không chỉ ấn tượng, mà từ đó thì tôi thực sự là tôi đam mê, và tôi tìm cách là tìm mọi cơ hội dành thời gian để tìm hiểu về Steve Jobs, phù thủy công nghệ, và công ty của ông với thương hiệu quả táo khuyết. Cho đến ngày thực sự là cho đến ngày mà khi ông mất vào 5 tháng 10 2011, những ngày đó thì không chỉ có riêng tôi mà rất nhiều thanh niên đam mê những sản phẩm công nghệ thì cũng đều cảm thấy là nhớ một phù thủy công nghệ. Và từ đó tôi bắt đầu có một cái tư tưởng là cũng muốn học theo ông, làm một sáng tạo ra những gì đó nó khác biệt, theo cái tư duy khác biệt của Steve Jobs. Think different có nghĩa là tư duy khác biệt, và đây cũng chính là quan điểm của Steve Jobs và là điều đã làm nên thành công của ông. Và điều này đã được thể hiện như thế nào qua những sáng tạo của ông ạ? Anh có thể trả lời được không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ những sự khác biệt, những tư duy khác biệt đã thay đổi. Tôi nói ví dụ năm 1977, lần đầu tiên thế giới biết tới một chiếc máy tính cá nhân nhỏ gọn đặt trên một chiếc mặt bàn và đặt trong từng gia đình. Mà chỉ 7 năm trước đó thôi thì thế giới chỉ có thể hình dung những chiếc máy tính là những chiếc máy to như cái căn nhà với rất nhiều cổng, có hàng chục người điều khiển. Và ông đã dám tư duy khác biệt, dám think different để mà tạo ra một chiếc máy tính nhỏ, thân thiện. Thì đấy là một trong những bằng chứng rất cụ thể. Và rất nhiều tạp chí đã nói rằng người thanh niên này thay đổi mãi mãi ngành công nghiệp máy tính cá nhân của thế giới. Rồi còn nhiều sản phẩm khác nữa, mà ngay gần đây nhất thôi thì có thể nói là một cái làn sóng về của ngành công nghiệp âm nhạc vào năm 2001, khi mà trước những năm 2000 chúng ta chỉ có thể được thưởng thức những bài hát ở những chiếc máy nghe nhạc mà
bằng những chiếc đĩa, trên đó chỉ để nghe 8, 12 bài hát chẳng hạn. Nhưng vào năm 2001, lần đầu tiên thế giới đón nhận một thiết bị nghe nhạc là máy nghe nhạc iPod, có thể chứa tới 1.000 bài hát và một kho nhạc đi kèm. Kho nhạc đó đã làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc của thế giới và đã chứng minh rằng trong vòng có 3 năm thôi, 1 tỷ bài hát đã được bán qua kho nhạc đó cho toàn thế giới. Vâng. Vậy anh Tuấn Anh có thể cho biết là cùng trong hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, vậy thì anh có nghĩ là áp dụng Think Different cho các học viên và nhân viên của mình không ạ? Có thể nói là Think Different chúng tôi hay gọi nó là một cái công cụ tư duy rất là quan trọng. Nó không chỉ là trong Apple của Steve Jobs, mà vì các bạn cũng biết là hiện nay trong khi mà loài người đã phát triển một giai đoạn rất là dài, thì gần như tất cả nhu cầu cuộc sống đều có một cái vận dụng để mà thỏa mãn. Thế thì do vậy để chúng ta nghĩ một cái gì đấy mới mẻ rất là khó, và do vậy chúng ta cần áp dụng Think Different. Và đây theo cái nghĩa là gì? Chúng ta hãy nghĩ mới về các vấn đề cũ để chúng ta tạo ra những cái điều sáng tạo. Do vậy mà Think Different tôi nghĩ là một cái kim chỉ nam rất quan trọng trong cái việc sáng tạo. Và như tại Apple Genentech chúng tôi, cái việc này cũng được áp dụng rất là rõ ràng cho cả nhân viên và học viên. Tôi lấy ví dụ là một trong những cái quan điểm của chúng tôi khi giáo dục là làm thế nào mà khơi gợi được cái cảm hứng tự học để học viên chủ động tìm kiến thức. Thế thì song song cái việc chúng tôi áp dụng những cái phương pháp đào tạo của tập đoàn Aptech toàn cầu thì là giảng viên luôn sau cứ một khoảng thời gian là họ, chúng tôi đặt ra những cái bài toán là họ phải gần như là trong cái buổi họp đấy là họ quên đi tất cả những phương pháp họ đang dạy truyền thống để họ bắt đầu lại từ một cái bước số 0 để nghĩ ra những cái phương pháp mà kích thích cái sự tự học của học viên. Và qua cái phương pháp này thì các giảng viên là đưa ra nhiều những cái phương pháp rất thú vị. Ví dụ như là chúng ta không ngờ là học công nghệ rất là khô khan, nhưng hoàn toàn chúng ta có thể áp dụng một cái phương pháp gọi là kể chuyện để cho học viên có sự hứng thú hơn trong học tập. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng có một cái chú ý với cả học viên cũng như là anh em trong cùng nhà trường. Đấy là cái việc mà chúng ta nghĩ khác nó chỉ có hiệu quả khi thực sự mục đích không phải là nghĩ khác. Tôi lấy ví dụ như là cách đây khoảng 2 năm Motorola có đưa ra một cái điện thoại về cấu hình hết sức là hữu dụng. Thế nhưng mà họ cũng cái người thiết kế này họ muốn đưa ra một cái điểm rất là khác biệt. Thì trước đây điện thoại là đều là vuông hết chữ nhật, nhưng ở riêng điện thoại đấy thì anh ta lại đưa ra một cái phần rất là lồi ra bên cạnh và tự dưng một cái kiểu dáng nó rất là kỳ quặc. Và mặc dù cái điện thoại rất tốt nhưng chỉ trong vòng khoảng 2-3 tháng là gần như là không có người mua. Và đến giờ thì Motorola đã rút kinh nghiệm rất là sâu sắc và tất cả các cái điện thoại đều là những cái dáng là sao thuận tiện nhất cho người dùng. Nên do vậy rất rõ ràng là nếu như chúng ta coi cái nghĩ khác biệt nó là cái đích cuối cùng thì đôi khi những sản phẩm của chúng ta đưa ra ấy, thì nó lại là những cái nó mang tính rất là kỳ dị và không được cái cộng đồng người ta chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta coi nó là một cái công cụ mà cái đích đến cuối cùng là một cái hiệu quả để cho người sử dụng thì lúc này cái sản phẩm của chúng ta sẽ được là ứng dụng và cộng đồng rất là tiếp đón như những sản phẩm của Steve Jobs. Vâng, xin cảm ơn anh đã chia sẻ với khán giả về những cách thức khác biệt mà Apple Genentech đang áp dụng tại chính nơi mình, nơi anh đang làm việc. Thưa anh Tiến, tôi được biết rằng là anh đã từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, làm tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh và tham gia giảng dạy tại Đại học chuyên ngành ngân hàng. Vậy thì với cương vị là thầy giáo Nguyễn Đức Tiến thì anh sẽ tư vấn như thế nào cho sinh viên của mình nếu như một ngày đứng trên bục giảng mà sinh viên của anh có hỏi anh một câu đó là họ có nên rời bỏ giảng đường đại học Steve Jobs không ạ? Một câu hỏi có thể nói là khá thú vị và cũng không phải, có lẽ là câu hỏi này cũng bây giờ đang có rất nhiều đấy. Quay trở lại một phù thủy công nghệ mà cũng là một thần tượng không của cá nhân tôi, của nhiều giới trẻ, thì ông đã từng là người bỏ học khi mà chỉ học đại học có 6 tháng thôi để chọn một con đường, đó là đam mê cái nghề công nghệ, tham gia vào các câu lạc bộ về công nghệ, rồi đọc sách các tài liệu liên quan công nghệ, kết bạn với những người làm công nghệ để rồi sáng chế ra những cái sản phẩm đầu tiên xuất phát từ những cái đam mê của mình. Bây giờ quay trở lại với câu hỏi của các bạn sinh viên, nếu khi các bạn đặt cho tôi câu hỏi thì tôi sẽ đặt câu hỏi với các bạn rằng bây giờ tại thời điểm này các bạn đã tự có được những kỹ năng gì về nghề nghiệp là một, các bạn đã từng tạo ra được những sản phẩm gì mà những sản phẩm đấy đã từng được một lần cộng đồng đón nhận đó, nếu như bạn đã từng có được những kỹ năng nghề, tự tin với kỹ năng nghề đó, đã từng sáng chế ra những sản phẩm
mà được cộng đồng đón nhận. Cộng đồng đây tôi phải nói một nghĩa thậm chí là hẹp hơn, là được những người xung quanh chúng ta tiếp nhận nó, sử dụng nó. Thì khi đó các bạn có thể tự tin là bước ra cuộc đời. Vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, dường như cùng với tiêu chí Think Different thì một sự kiện vừa diễn ra tại Hà Nội mới đây thu hút sự quan tâm của đông đảo giới nghệ thuật, giới yêu công nghệ và những công chúng yêu mến Steve Jobs, đó chính là triển lãm Tư duy khác biệt. Và hãy cùng Wi-Fi Cà Phê ghé thăm triển lãm đặc biệt này. Tạo ra những sản phẩm khác biệt cho đa số bình dân, thân thiện như những trái táo. Triết lý kinh doanh quá nổi tiếng của Steve Jobs đã được thể hiện đầy ẩn ý trong bức họa tầm nhìn. Hay lối tư duy khác biệt, dám khát khao sáng tạo, có thể thay đổi được những điều không tưởng là thông điệp trong ngược dòng. Đó là câu chuyện mà mỗi bức tranh tại triển lãm tư duy khác biệt mang đến cho những người hâm mộ Steve Jobs tại Việt Nam. Lần đầu tiên, một CIO công nghệ nổi tiếng trên thế giới gần gũi với công chúng Việt Nam đến như vậy. 21 bức tranh và một bức tượng đã kể lại câu chuyện về con người dám tư duy khác biệt, dám khát khao hành động để có thể thay đổi được những điều không tưởng. Kể chuyện về một CIO công nghệ hàng đầu thế giới để gửi thông điệp cho thế hệ trẻ Việt Nam, đó là một trong những mục đích của nhóm tác giả khi thực hiện triển lãm này. Bằng cách thể hiện mới lạ, đưa những nội dung công nghệ kỹ thuật khô khan vào mỹ thuật điêu khắc, triển lãm đã thu hút và mang lại cảm giác thích thú cho rất nhiều khách tham quan. Mình nghĩ rằng một cái triển lãm này nó mang tính chất nó hơi một chút về mang ý tưởng về công nghệ nhiều hơn. Nhưng thực sự khi bất ngờ khi về đây thì sự kết hợp giữa nghệ thuật và sự kết hợp giữa các yếu tố về mặt công nghệ, như bạn thấy về yếu tố triển lãm thì kể cả những điều khác nữa, khiến cho mình bị rất là ấn tượng bởi cái trưng bày cũng như là thiết kế, cũng như là đặc biệt là các ý tưởng từ các bức họa của họa sĩ. Có một thông điệp Steve Jobs để lại cho chúng tôi, đó là sự đam mê nghề nghiệp. Và chính sự đam mê nghề nghiệp này thì sẽ làm chúng ta phát triển hơn rất nhiều. Ở mỗi cương vị, ở mỗi công việc chúng ta cần có niềm đam mê và có sự sáng tạo trong mỗi công việc đó. Mình nghĩ rằng đối với thanh niên thì các bạn có thể học hỏi được rất nhiều điều từ Steve Jobs. Đặc biệt là các bạn, một yếu tố mà thông qua triển lãm này cũng tác giả cũng truyền tải các bạn thanh niên là hãy hành trang cho mình một cái nghề. Và cho dù đó là nghề gì đi nữa, nhưng cái sản phẩm của bạn được công chúng đón nhận thì chắc chắn thì bạn sẽ rất là thành công. Khi mà mình đến với cái triển lãm này ấy, và nhìn lại về những chặng đường của Steve Jobs thì mình thấy là khi mà bạn còn trẻ, bạn nghĩ gì thì bạn hãy làm đấy. Tất nhiên là có sự suy nghĩ và tính toán, nhưng mà đừng lo lắng quá nhiều về mọi thứ và về tương lai ấy. Mình nghĩ được thì mình hãy làm được. Mình phải bắt đầu thật là sớm thì cái thành công nó sẽ chờ đợi mình ở phía trước. Tôi nghĩ giới trẻ Việt Nam cũng đã rất sáng tạo, ham học hỏi và tự truyền cảm hứng cho bản thân mình. Giống như câu nói của Steve Jobs, trở thành người giàu nhất trong nghĩa địa không có nghĩa gì với tôi. Điều quan tâm là khi đi ngủ mỗi tối, tôi có thể nói rằng ta đã làm được một điều thật tuyệt vời trong ngày hôm nay. Tôi hy vọng câu nói đó sẽ truyền cảm hứng cho tất cả các bạn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, các bạn hãy nghĩ xem mình đã làm được gì để tiếp tục phấn đấu và nghiên cứu nhiều hơn nữa. Tác giả của sự kiện triển lãm tư duy khác biệt tưởng nhớ một năm ngày mất của phù thủy công nghệ Steve Jobs ngày hôm nay cũng có mặt trong chương trình Wi-Fi của chúng tôi, đó chính là tiến sĩ Nguyễn Đức Tiến. Và thưa anh, đưa khoa học thể hiện trong hội họa là một điều mà trước nay ít người hình dung ra được, bởi các tác phẩm thì thường khó truyền tải được những nội dung thuộc các ngành công nghệ nói chung và nhất là công nghệ máy tính nói riêng. Nhưng 21 tác phẩm hội họa sơn dầu và một tác phẩm điêu khắc của triển lãm tư duy khác biệt dường như đã cho thấy một câu trả lời khác. Đúng là khác biệt. Tôi phải chia sẻ bản thân tôi không là người không có chân trong làng mỹ thuật, cũng không phải là người am hiểu về công nghệ hoặc đi lên từ công nghệ. Có một triết lý của Steve Jobs và khi tôi tin vào triết lý đó, tôi làm và tôi nghĩ rằng tôi đã làm được thông qua triển lãm này. Ông đã nói rằng ông tạo ra ADN, tức là gen của Apple, bởi sự giao cắt giữa công nghệ và nghệ thuật. Khái niệm nghệ thuật đây được hiểu rằng nó là 7 cái khoa học, 7 cái nghệ thuật cơ bản của con người, mà thậm chí trong những bức tranh cổ có 1.000 năm trước cũng đã nói rồi. Ví dụ như là 7 môn khoa học như là toán học, như là triết học, văn học, rồi thiên văn học, và một trong số đó các môn gọi là âm nhạc và hội họa. Đó là một môn khoa học cơ bản. Và cái thứ hai là trong cái sự kiện này thì nếu như mà tôi đã bỏ ra tới hơn 4 năm để tìm tòi thông tin, rồi sang năm ngoái tôi bắt đầu tôi có nảy ra một cái ý tưởng, một cái sáng tạo là như vậy,
thì có thể nói như là một đại diện cho một cái ý tưởng về mặt công nghệ. Tôi tìm may mắn, tôi đã tìm được một người họa sĩ có một cái tài hoa, là họa sĩ Bùi Văn Khoa, đã có khả năng mà vẽ rất là tuyệt vời. Và một lần nữa, một người họa sĩ gần 70 tuổi với người trẻ như tôi, thì hai thế hệ đã kết hợp với nhau, một cái đầu của công nghệ, một cái đầu của khoa học cơ bản, nghệ thuật, và đã ra được một cái sản phẩm sáng tạo. Thì nếu nói là khác biệt thì cũng là khác biệt, nhưng tất cả nó đều, tôi đã đi theo một cái triết lý của Steve Jobs đã nói với thế giới năm 2010, rằng những sản phẩm của Apple ngày nay sáng tạo như vậy, nó đều dựa trên nền tảng 7 khoa học cơ bản và những phát minh về mặt công nghệ. Cảm ơn anh. Và tôi thì cũng là một trong những người rất là may mắn được tới dự triển lãm, và tôi rất là ấn tượng với bức khởi nghiệp này, với thông điệp chính đó là nói về thanh niên phải rèn luyện kỹ năng nghề và kỹ năng tự học thì mới có thể tự tin bước vào đời. Còn những người đang làm ở lĩnh vực công nghệ như anh thì triển lãm này có thu hút anh đến xem không anh Tuấn Anh? Vâng, phải nói này là khi tôi đọc được cái tin, tôi thấy rất là thú vị, vì có lẽ là nghe thấy hội thảo hoặc là gì đó về Steve Jobs nhiều, nhưng đây lại triển lãm về Steve Jobs là một cái điều rất mới mẻ, thú vị. Thì qua cái triển lãm này tôi thấy rất nhiều giá trị, nhưng một trong những giá trị mà tôi thấy tâm đắc nhất đấy là triển lãm đã thu hút giới trẻ đến, và quan trọng nhất là đã thúc đẩy một giá trị rất quan trọng, đấy là giá trị công nghệ. Nếu như trước kia thì để thành công thì có rất là nhiều cái vấn đề căn bản là một bạn trẻ cần biết. Nhưng ngày nay thì một trong những vấn đề căn bản đấy là công nghệ. Chắc chắn là trong tất cả các ngành nghề hiện nay không có một bạn trẻ nào có thể thành công được nếu như bạn đấy không có hiểu biết cũng như yêu thích về công nghệ. Vì là công nghệ đem lại cho các bạn được những cái sự đổi mới về tư duy cũng như là ứng dụng để công việc nó hiệu quả hơn. Và tôi cũng thường nói các bạn trẻ là có thể nói là hiện nay cái tỷ lệ thành công trong một sự nghiệp của bạn trẻ là tỷ lệ thuận với cái mức độ am hiểu công nghệ của bạn. Tôi lấy ví dụ là hiện nay không chỉ trên thế giới mà ở Việt Nam thì tất cả những cái CEO của các tập đoàn công nghệ hầu hết lại là xuất thân từ dân lập trình, tức là những người rất là hiểu biết về công nghệ. Và do vậy là qua cái triển lãm này, các bạn trẻ càng thấy thôi thúc hơn cái niềm đam mê công nghệ, và từ đó giúp cho các bạn thành công không chỉ trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn trong các lĩnh vực khác. Vì công nghệ thông tin hiện nay nó là cái nền tảng rất quan trọng trong mọi cái ngành nghề. Cảm ơn anh. Một vị khách tham quan triển lãm đã nói rằng là các bạn trẻ Việt Nam thì rất là sáng tạo và đều tham gia hoạt động giảng dạy. Anh Đức Tiến và anh Tuấn Anh nghĩ như thế nào về sự sáng tạo, tư duy phản biện, tư duy khác biệt của các bạn trẻ Việt Nam ạ? Xin mời anh Đức Tiến. Tôi cũng đã có một thời gian tham gia giảng dạy, và cái cảm nhận của tôi là dường như các bạn còn rụt rè, nên nếu đứng ở trên bục giảng thì tôi là người mà cố gắng tạo cơ hội cho các em ấy được phát biểu mọi ý kiến, dù là nó có thể nó hơi chệch cái hướng giáo án mình đang giảng. Nhưng mà như vậy thì mình có thể cảm nhận được rõ hơn các em sinh viên, và ngược lại các em sinh viên lại có cơ hội được bày tỏ cái khác biệt của mình. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Vâng. Còn anh Tuấn Anh ạ? Với tôi thì qua kinh nghiệm tại Apple Chemtech thì tôi thấy là các bạn trẻ Việt Nam thì có một sức mạnh sáng tạo mà có lẽ hơi nhiều quá đấy. Và tôi thấy là hiện nay là rất nhiều bạn trẻ có nhiều ý tưởng, nhưng có vẻ là mạnh mẽ đến mức mà hơi thiếu cái người để thực hiện các ý tưởng đấy, hay là cái ý tưởng gọi là phê bình, cái tư duy phê bình, thì đôi khi lại các bạn lại phê bình nhau, tìm ra quá nhiều lỗi, dẫn đến là trong công việc đôi khi lại không phối hợp được với nhau nhiều. Thì tôi vẫn hay chia sẻ với các bạn sinh viên, thực ra trong cái thời điểm này khi mà cái nhân lực Việt Nam hiện nay cái năng suất đang quá thấp, ở châu Á có 12 nước được đánh giá thì Việt Nam xếp thứ 11, và một giờ làm việc của công nhân Malaysia thì Việt Nam chúng ta phải làm mất khoảng 13 giờ, tức là một ngày rưỡi so với họ. Thì tôi hay chia sẻ với các bạn là cái điểm thứ nhất là các bạn phải rất là thạo chuyên môn, thứ hai là kỹ năng, và thứ ba nữa đấy là cái tính kỷ luật trong công việc. Thế còn là những cái tư duy khuyến khích các bạn sáng tạo hay là tư duy phê bình, thì những cái đó chúng ta khi đã đảm bảo được những cái nền tảng mà về chuyên môn, về kỹ năng, về thái độ làm việc, thì lúc này những cái sáng tạo của chúng ta sẽ mới thực sự là hiệu quả. Nó cũng giống như là, nói như vậy không có nghĩa là sáng tạo là chúng ta không khuyến khích, nhưng cũng như một cái con người khi cơ thể người ta đang bị ốm yếu thì thay vì chúng ta khuyên người ta luyện tập những cái môn thể thao nặng thì chúng ta hãy khuyên người ta hãy phục hồi sức khỏe, sau đó mới nghĩ đến những cái
thể thao nặng để mà tăng cái sức khỏe người ta lên. Vâng, như vậy là sáng tạo là phải được dựa trên một cái nền tảng tốt và nó phải thực hiện được đúng không anh? Chứ còn có sáng tạo thế nhưng mà không thực hiện được thì đó cũng chưa được gọi là sáng tạo đúng không ạ? Suy cho cùng tất cả mọi cái công việc, sở dĩ tại sao là Steve Jobs rất là thành công bởi vì sáng tạo của ông được hiện thực thành sản phẩm và được cộng đồng chấp nhận. Còn nếu như ý tưởng dừng lại ở ý tưởng thì chắc chắn Steve Jobs không thể nổi tiếng được như ngày hôm nay. Tôi có lẽ là tôi phải chia sẻ thêm ở chỗ này, đồng ý với quan điểm của anh, rất đồng ý với quan điểm của anh Tấn Anh, đó là cái phải có nền tảng. Đúng là các bạn trẻ có rất nhiều phát kiến, có những cái ý tưởng rất mới lạ, nhưng mà chỉ dừng lại ý tưởng, bởi tại sao chỉ dừng lại ý tưởng? Bởi vì các bạn đang thiếu những kỹ năng. Và cái thứ hai nữa là những cái nền tảng cơ bản về tạm gọi là học thuật. Cho dù nó chỉ là những giáo trình dạy nghề, những kỹ năng nghề cơ bản mà chúng ta có thể tìm thấy trên mạng hoặc là tìm thấy trên những sách vở rất nhiều, nhưng các bạn không thể thành nghề được nếu như các bạn bỏ quên một bước cơ bản, đó là đọc sách, đó là tìm sách để đọc, để nâng cao kỹ năng nghề của mình. Thì trên cái nền tảng đó thì các bạn có một cái ý tưởng trong đầu mình thì hoàn toàn mới có cơ hội để ra được sản phẩm sáng tạo. Xin cảm ơn anh. Và rõ ràng là tôi thấy rằng là cuộc triển lãm lần này theo cảm nhận của cá nhân tôi thì đã rất là thành công khi mà mang đến cho người xem một cái nhìn gần gũi hơn và đời thường hơn về Steve Jobs, về một con người mà dám tư duy sáng tạo, dám tư duy khác biệt để tạo nên những thành công tưởng chừng như là không tưởng. Tuy nhiên là vẫn có một góc khuất trong con người Steve Jobs mà dường như là có vẻ như những người mà làm nên cuộc triển lãm này có thể vì quá yêu quý ông mà đã bỏ quên chăng? Và sau đây xin mời anh Đức Tiến cùng với quý khán giả cùng theo dõi một đoạn băng sau đây. Steve Jobs không chỉ nổi tiếng bởi những sản phẩm và ý tưởng mang tính đột phá, ông còn được mệnh danh là một CIO độc tài, tỷ phú keo kiệt với nhiều phát ngôn đáng nhớ. Phần lớn tác phong quản lý của Jobs dựa trên tính đòi hỏi cao của bản thân ông. Tạp chí Fortune viết rằng ông được xem là nhà tự cao tự đại hàng đầu của thung lũng Silicon. Với ông, mọi sai lầm đều đáng bị trừng phạt. Mặc dù là một trong những tỷ phú giàu nhất trên thế giới, nhưng ông rất hiếm khi làm từ thiện. Theo ông, cho đi một đồng một cách hữu ích khó hơn là làm ra nó. Chính những điều đó đã làm nên sự khác biệt trong con người Steve Jobs. CEO độc tài và một tỷ phú keo kiệt. Vâng, thưa anh Đức Tiến, anh có thể cho biết đây có phải là một góc khác trong con người thần tượng Steve Jobs không ạ? Chúng tôi cũng đã thể hiện trong một bức họa có tên là tiếng Anh là Tyrant, tức là bạo chúa. Nó như một nửa con người Steve Jobs. Mọi người có thể hình dung rằng ông đã từng nói với Tổng thống Mỹ Obama, ông có hơn 700.000 công nhân ngoài nước Mỹ, vừa chưa kể hàng chục ngàn kỹ sư nghề trong nước Mỹ nữa. Làm sao bạn có thể, một người thuyền trưởng, có thể lãnh đạo được, dẫn dắt một con tàu khổng lồ như vậy đi xuyên qua đại dương? Câu chuyện nó phải đòi hỏi có một cái bản lĩnh, một cái tính tạm gọi là độc tài thì cũng đúng. Nếu không thì khó mà có thể dẫn dắt đội ngũ. Nhưng bên cạnh đó còn một góc khuất khác, đó là ông luôn luôn dành sự trân trọng nhất, yêu ái nhất, ưu đãi nhất với những người đồng nghiệp nào mà tạm gọi, ông gọi là tuyển thủ hạng A. Tức là, và ông sẽ nâng niu chiều chuộng họ hết mức. Đó là những phần mà chúng ta có thể chưa nhìn thấy ở con người là bạo chúa hay còn gọi là độc tài. Vâng. Còn anh Tuấn Anh, một CEO độc tài có phải chính CEO độc tài mới tạo ra những sản phẩm độc đáo không ạ? Tôi không nghĩ là như vậy. Và trên thực tế thì với Steve Jobs thì tôi rất đồng ý với anh Tiến. Thì đấy là Steve Jobs thì ông có một tầm nhìn và ông có một cái định hướng. Nhưng điều quan trọng nhất ấy là ông biết cách phối hợp với tất cả những cái nhân tài, có thể nói là những cái người làm việc ở Apple là những cái người chuyên gia giỏi nhất thế giới. Đấy thì là một cái người độc tài, nếu như độc tài chỉ biết giữ khăng khăng ý kiến của mình thì không thể nào làm việc được với những cái chuyên gia hàng đầu như vậy. Và tôi lấy ví dụ rất rõ ràng là làm việc với những người thiết kế hàng đầu thế giới là cái việc khó khăn nhất. Ví dụ như tại tập đoàn của tôi thì khi mà có những vấn đề thiết kế mà phải làm việc với gọi người thiết kế thì bao giờ cũng phải là những cái lãnh đạo cao nhất của cái đơn vị đấy làm việc, thì mới có thể toát lên được những cái người ta mới mô tả được cái ý tưởng. Vậy thì nếu như Steve Jobs là một cái người độc tài thì chắc chắn ấy là người ta không thể nào mà làm cho những cái người thiết kế hàng đầu đấy người ta nắm bắt được ý tưởng cũng như triển khai được những cái sản phẩm hoàn thiện như hiện nay.
Thì khi chúng ta nói về Steve Jobs độc tài thì có lẽ là chúng ta cũng muốn nói lên cái khía cạnh nữa là một cái tính cách của ông là gai góc và quyết liệt. Khi đã định hướng một cái hướng đi thì quyết liệt để mọi người theo hướng đấy, nhưng trên cái con đường đấy thì ông rất tôn trọng và làm việc phối hợp rất tốt với các cái đồng nghiệp của mình trên hướng đi đó. Đó cũng là một cái nhìn rất mới mẻ về Steve Jobs đúng không ạ? Vâng, thưa các anh, trong bài viết Những câu chuyện chưa kể về Steve Jobs của tạp chí Forbes thì Steve Jobs được miêu tả là ông không tin tưởng bất cứ ai, vì thế nên ông luôn tham gia vào mọi công đoạn và cũng nhờ vì thế nên ông không một tiểu tiết nào bị bỏ sót. Vậy anh có thể cho biết là nhược điểm này rõ ràng là có phải mang rất nhiều ưu điểm không ạ? Xin mời anh Tiến ạ. Theo tôi, đôi khi nhược điểm đối với một cách nhìn nhận của người này nó lại là ưu điểm đối với một tập thể lớn. Và trong một cái tập thể lớn như anh Tuấn Anh vừa nói, với một tập thể lớn với những người thiết kế hàng đầu để tạo ra những sản phẩm iPad nó đẹp, nó thân thiện như thế này, thì rõ ràng cái nhược điểm như mọi người vẫn nói thực sự trở thành ưu điểm, bởi vì phải có người lãnh đạo tập hợp đội ngũ, thúc đẩy đội ngũ và lao động sáng tạo. Mặc dù đôi khi ông đẩy mọi người tới lao động sáng tạo tới cùng cực, nhưng kết quả là chúng ta mới được đón nhận những sản phẩm tuyệt vời như này. Vâng, vậy còn anh Tuấn Anh nghĩ thế nào về tư duy thiết kế những sản phẩm công nghệ của Steve Jobs ạ? Steve Jobs là một Phật tử, và trong quá trình mà ông sang độ ngộ ra đạo Phật thì là ông cũng đồng thời phát hiện ra một cái vấn đề mà đạo Phật rất hay nói. Lịch sử loài người, mỗi con người của chúng ta đều bị chi phối rất quan trọng bởi tất cả các giác quan. Giác quan của chúng ta cảm nhận thế nào thì toàn bộ con người, tâm lý, tình cảm với mọi hoạt động của chúng ta bị chi phối theo cái cảm nhận đấy. Và chính vì vậy đó là một cái chìa khóa rất quan trọng của Steve Jobs khi thiết kế các sản phẩm của mình. Tôi lấy ví dụ là này, có câu chuyện kể là Steve Jobs là ngày hôm sau là khai trương cái cửa hàng thì ông đã yêu cầu toàn bộ tất cả các cái tai nghe phải thay, bởi vì ông chỉ muốn một điều rất đơn giản, đấy là khi cắm cái tai nghe vào cái máy iPod đó thì phải có một cái tiếng tạch. Khách hàng phải nghe được tiếng tạch rất là khẽ. Thì sở dĩ như vậy bởi vì ông muốn là gì? Mọi cái hoạt động cho dù nhỏ nhất trong thiết bị của ông đấy thì mọi cái giác quan của cái khách hàng đều phải cảm nhận được nó. Và chính vì cái lối cái tư duy thiết kế theo cái trực quan của khách hàng dẫn đến là ông đã tạo ra một cái thứ tôi hay gọi là cái thuốc phiện mang tên Apple. Vậy đó có phải là tư duy mà anh cũng đang hướng đến cho các học viên của mình không ạ? Có thể nói là cái tư duy của Steve Jobs là luôn đặt khách hàng làm trung tâm và luôn quan tâm đến hết sức. Và đây là cái điều mà tôi cũng luôn chia sẻ với học viên tại trường chúng tôi. Thì học viên thì hay hỏi là thầy ơi là bây giờ em nên học cái công nghệ gì để ra trường là lập trình được. Thì thường chia sẻ là này, là khi khách hàng yêu cầu cái gì, chúng ta ấy là phải lập trình cái mà khách hàng cần, chứ không phải là lập trình cái mà chúng ta đang biết. Và do vậy các em phải chuẩn bị đầy đủ các công nghệ để khi khách hàng yêu cầu bất kỳ công nghệ gì là chúng ta có thể làm được. Và đây cái quan điểm mà đặt khách hàng làm trung tâm mà luôn giúp cho tất cả các bạn trẻ thành công. Đấy là cái tư duy mà tôi nghĩ là rất cần học hỏi từ Steve Jobs. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Anh, cảm ơn anh Đức Tiến đã đến với chương trình Wi-Fi Cà Phê của chúng tôi và chia sẻ những cái nhìn rất là mới mẻ, những cái nhìn rất là khác biệt về con người Steve Jobs cũng như là những sản phẩm công nghệ mà ông đã sáng tạo ra. Thưa quý vị và các bạn, tư duy khác biệt nhưng phải nỗ lực hết mình thì mới thành công. Đó có lẽ chính là một cách thành công của Steve Jobs và có lẽ cũng là của chính các bạn. Và chương trình 30 phút tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.